Chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái lệnh mới, đó là cái lệnh Red Tank nha. Rồi, đầu tiên mình khởi động chương trình nha mọi người. Người double click nè, biểu tượng của cat ở trên laptop ha, để khởi động chương trình nha. Mọi người chờ một tí để cho nó load chương trình nha mọi người. Rồi, chương trình mình đã khởi động lên rồi đây. Rồi, mọi người mở một cái giao diện mới cho mình thao tác ha. Mình vào file nè. New ha, chọn New. Rồi, chọn mục Name Not Style này ha, mô phần. Rồi, chúng ta nhấn vào cái F7 ha. Rồi, xong. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vẽ cái lệnh Rectangle ha. Rectangle là một cái lệnh để vẽ hình chữ nhật nha mọi người. Nhưng mà mình căn cứ vào cái lệnh này mình cũng phải vẽ hình vuông được. Rồi. Lệnh rectangle ha, về cơ bản nha mọi người thì mình cũng có 3 cách để mình vẽ được cái lệnh rectangle này. Thứ nhất á, mình cũng nhập cái lệnh rectangle cho dòng command ở dưới đây. Thứ hai là mình vào cái lệnh draw này, mình vào cái đường dẫn rectangle. Rồi, cái thứ ba là mình sẽ vào khanh công cụ draw à, để chúng ta vẽ cái lệnh rectangle. Rồi, ở lệnh rectangle này chúng ta có thể là vẽ trên cái trang home nha mọi người. Đây, vẽ trên trang home đây. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người từng trường hợp nha. Đầu tiên thì mình vào cái trình menu Draw nè. Rồi. Rồi, chúng ta vào Rectangle. Rồi, ta kích chuột trái trên màn hình một điểm ha, chúng ta rê chuột ra. Rồi, chúng ta kích chuột phải nè. Chúng ta chọn Dimension. Rồi, ở đây dòng nhắc nè, nó nhắc chúng ta là kêu chúng ta nhập cái chiều dài nè. Có hình chữ nhật nè, chiều dài nè ha. Thì chúng ta có thể nhập chiều dài của chúng ta là 20 đi. Rồi, nó kêu nhập cái chiều rộng. Chiều rộng. Rồi sau đó tiếp tục là nhập cái chiều rộng nè. Thì chúng ta nhập chiều rộng, chúng ta nhập thử 10 đi. Enter. Rồi. Chúng ta kiểm tra kích thước này ha. Rồi. Để cho mình... làm cho nó hiển thị rõ hơn nha mọi người, cho mọi người dễ nhìn. Rồi, đây 20. Chưa, để mình chỉnh lại tí xíu nữa. Hay lớn, làm tròn bốn thôi. Rồi, ok. Rồi, 20 nha mọi người. Rồi, mình nhập cái cạnh chiều, mình đo cái chiều rộng có bao nhiêu. Chiều rộng là 10 nè. Ok rồi ha.
Rồi, cái đó là cách thứ nhất mình vào cái trình menu raw ha, dẫn pattern. Rồi cách thứ hai là mình vào cái dòng mình command nè, thêm nhập vào cái chữ pattern. À, pattern. Rồi chúng ta enter một cái. Rồi sau đó chúng ta lít lít chuột trái à. Chúng ta lít chuột trái một cái điểm trên màn giao diện nè. À. Rồi chúng ta rê chuột ra. Sau đó chúng ta lít chuột phải. Rồi chúng ta chọn vào cái mục dimension xanh này. Rồi sau đó chúng ta ngược nhập cái chiều dài và chiều rộng của cái hình chữ nhật của mình. Thì bây giờ mình gặp chiều dài 23, bây giờ mình nhập 30 đi. Rồi chiều rộng bây giờ nhập 20. Rồi, enter. Rồi mình kiểm tra kích thước này nha. Rồi, đây là 30. Rồi, đây 20 ha mọi người. Rồi, trường hợp nữa là chúng ta vẽ từ cái thanh công cụ RAW. Ở đây thì chúng ta vào trực tiếp là cái rectangle nè, vô chuột rectangle nè, nít vào, cái chuột trái vào sort. Chúng ta sẽ nít chuột trái kích một cái điểm trên cái giao diện cat nè, chúng ta rê chuột ra. Sau đó chúng ta nít chuột phải một cái, chúng ta chọn chữ dimension. Rồi sau đó chúng ta nhập cái chiều dài và chiều rộng vô tiếp tục. Đầu tiên là chúng ta nhập chiều dài trước nè. Chiều dài chúng ta nhập 40 đi. Chiều rộng thì chúng ta nhập 20 thôi. Rồi chúng ta kiểm tra kích thước lại. Rồi, ok. Đây 40. Rồi, cái đơn vị ở đây là mm nha mọi người. Mình tính là mm nha. Rồi. Vậy là, rồi, ở đây có một trường hợp nữa là mình sẽ vẽ trên trên home. Trên home ở đây thì nó cũng có cái biểu tượng rectangle ở đây. À, thì mọi người nghịch vào đây, chúng ta chọn rectangle. Rồi, chúng ta cũng kích chuột trái. Một cái điểm trên màn hình, cái rê chuột ra. Chọn cái chuột phải, chọn dimension ở đây. Đây nhập chiều dài đây là 30. Chiều rộng là 15. Rồi, ba kiểm tra kích thước ngoài coi. 30. Rồi. 15. Ok rồi nè. Rồi. Rồi, ở đây hình chữ nhật hay mọi người, bây giờ mình có thể sử dụng cái lệnh rectangle này để mình vẽ hình vuông cũng được ha. Đó, mình vào dẫn draw nè. Vào menu draw, cầm cho chọn rectangle. Rồi, chúng ta kích một điểm trên màn hình, rê chuột ra, cái chuột phải, chọn dimension. Rồi, trường hợp nếu mà mình vẽ vuông thì mình cho cái chiều dài và chiều rộng ấy, giá trị nó bằng nhau mà còn là được thôi. Nên mình nhập vào 30 đi, chiều rộng cũng là 30 luôn. Ok. Thì chúng ta sẽ có một hình vuông. Rồi chúng ta kiểm tra kích thước này coi. Rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ tóm lại. Thì mình vừa giới thiệu cho mọi người một cái lệnh vẽ hình chữ nhật ha. Đồng thời kết hợp mình có thể vẽ được hình vuông luôn. Thì về cơ bản thì mình cũng có 3 cách. Thứ nhất là mình vào trình menu Pro nè, vào đường dẫn pattern. Thứ hai là mình vào nhập lệnh từ dòng command ở đây. Thứ ba là mình vào cái thanh công cụ Raw ha, vào biểu tượng pattern ở đây. Rồi ngoài ra thì mình có thể có vào ở trang home này, chúng ta sẽ có cái lệnh pattern để vẽ ở đây nữa ha. Rồi rồi cách để mình gọi cái thanh công cụ và cái trình menu thì ở những video trước mình đã giới thiệu cho mọi người rồi ha, mọi người hãy xem lại những video trước của mình. Thì lệnh pattern này á là một cái lệnh sau này mọi người á, thì sử dụng nó sẽ rất là nhiều nha mọi người. Nhưng mà trong về kỹ thuật á thì thông qua video thì mình mong rằng á, mọi người sẽ chơi thực tập dễ dàng và làm quen dần ha với cái môn vẽ. Rồi, chúc mọi người thành công nha.